Con bướm thật là xinh đẹp. À, mình thường dùng từ con để gọi các loài vật. Chị biết không, từ con ngoài để chỉ các con vật còn để chỉ các sự vật nữa đấy. Đố cậu biết là gì? À, là con đường phải không? Bây giờ chúng mình chơi ghép chữ nhé. Đứng trước từ con có bé con, mèo con, nuôi con, cây con, làm con và dạy con. Đứng sau con có con người, con cá, con vật, con cháu, con út và con đường. Và cả con bướm nữa chứ. Đúng rồi, thế thì đã nghe câu chuyện về con bướm chưa? Để tớ kể cho mà nghe nhé. Cái kén bướm. Hai chú sâu nhỏ làm tổ trên cây, ngày lại qua ngày, nắng mưa gió bão. Mùa xuân đến rồi, chúng mình phải cắn kén chui ra thôi. Nắng mưa gió bão kinh bỏ xử, tớ chẳng chui ra đâu. Sao thế? Ra ngoài, cậu sẽ được làm bạn với hoa, với ong, với các chị bướm xinh đẹp khác nữa. Nhưng mà cái lỗ này bé xíu, làm sao mà chui ra được? Thì bạn phải cắn ra chứ. Tớ cắn nãy giờ, mòn hết cả răng rồi đến này. Ồ, hai cái kén đáng yêu, mình thử xé ra xem sao. Đây đây, xé tôi trước này. Không, tôi không cần giúp, tôi có thể tự làm được. Ôi, bướm trắng ơi, tôi bay được rồi này. Ôi, gió thật mát, hoa thật đẹp. Ơ, sao tôi không bay được nhỉ? Thử lại nào. Ơ, sao không được? Ơ, sao cánh của tớ ngắn thế này? À, tớ hiểu rồi. Cậu phải tự cắn kén chui ra thì cậu mới có thể bay được. Giờ tớ phải làm sao? Bướm thì phải biết bay chứ. Nếu không biết bay thì còn gì là bướm nữa? Đúng rồi, đó là cái giá của sự lười biếng đấy. Nếu mà bạn bướm trắng tự mình cắn kén chui ra thì bây giờ đã biết bay rồi. Tớ sẽ học theo bướm xanh, tự túc là hạnh phúc.